Ngày 28 tháng 10, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã ký thông cáo báo chí, thông tin chi tiết kết quả điều tra ban đầu vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, làm 2 người chết, 4 người bị thương, xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, gây rúng động dư luận. Theo Công an tỉnh Kiên Giang, nhóm của Võ Văn Lượng, tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, cư trú tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, 46 tuổi, quê Cà Mau, cư trú xã Dương Tơ, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài, 39 tuổi, thường trú ở xã Cửa Dương, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27 tháng 10, nhóm của Lượng có khoảng 50 người đi trên 8 xe ô tô đến thửa đất của Đoài tại tổ 2 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm Lượng có một số người sử dụng súng, rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm Phan Trọng Hải, 24 tuổi, quê Nghệ An và Nguyễn Anh Thư, 26 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tử vong. 4 người khác bị thương, gồm Lê Hữu Nghĩa, 26 tuổi, Huỳnh Văn Linh, 29 tuổi, Lý Quốc Tiến, 35 tuổi và Dương Việt Hòa, 36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Đến thời điểm hiện tại, Công an Kiên Giang đã tạm giữ một ô tô 16 chỗ tại hiện trường, điều tra truy bắt 29 đối tượng, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, có một khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định, một dấu giả của Ủy ban Nhân dân ấp. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ để truy tố các bị can. Tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.